Cai sâm này còn gọi là củ sâm đất, có đặc sản ở Lào Cai, người ta trồng rất là nhiều với giá rẻ mà có tác dụng như giảm cân, làm đẹp da, giải nhiệt và hỗ trợ cho tiểu đường. Nếu các bạn nào chưa biết đến cái khoai sâm này thì các bạn hãy mua ăn thử nha, rất là mát. Các bạn, cô chú và các em chị và các em nhỏ nha. Hôm nay mình ăn một món mà giới thiệu cho các bạn xem một món là các bạn biết đây là cái gì không? Các bạn nhìn thấy giống cái củ gì nè? Nhìn thấy giống củ lan ha các bạn, nhưng mà này là củ khoai sâm nha. Thì nó có cái hình dạng củ nó cũng giống cái khoai lang các bạn, nó có cái vỏ cũng giống khoai lang. Đây. Cái này là nửa củ ha, mình đã cắt ra rồi. À, mấy cái khi này là nó bị nứt á, mình mới tẻ ra và mình đã tẻ ra nửa củ rồi các bạn. Mình chỉ gọt vỏ và mình ngâm nước trong nước một chút xíu cho nó hết mủ các bạn, rồi mình sẽ bỏ vô cái ngăn đá, cái ngăn mát á các bạn, cho nó lạnh, hoặc mình bỏ vô đá mình ăn cho nó mát ha. Thì cái này mình cũng có bỏ dưới đá nè các bạn, đây là đá nè, nó lạnh thì ăn cái này thì khoai sâm này thì mình ăn sống nha các bạn, thì nó cũng giống củ sắn nhưng mà mình luộc ăn cũng được các bạn. Thì đây là cái khoai sâm nè, mình mời các bạn nha. Mình đã có để lót cái lớp đá ở dưới rồi các bạn, đá cho nó lạnh nè, các bạn thấy không, mình đã sắt ra rồi, mình đã gọt vỏ rồi nè đó. Cái củ hay sâm nó như vậy đó, thì để vậy mình chỉ ăn thôi các bạn ơi, nó giòn và nó ngọt nha các bạn, mát, ăn mát trong cái họng từ cái lưỡi luôn nha các bạn. Ăn này cũng tưởng tượng như củ sắn các bạn, nhưng mà nó ngọt hơn củ sắn nha các bạn, nó ngon hơn nha. Cái củ sắn á mình cũng ăn sống các bạn, mình không có luộc, nhưng mà cái này mình nghe nói là luộc, có luộc được, nhưng mà mình thích ăn sống như vậy á, ngon, nó mát nha các bạn, mát nữa, ăn rất là ngon ha. Cắn vô giòn giòn rụm mà. Giòn rụm rất là ngon luôn các bạn. Giống như cái này là mình ăn thích hợp cho những cái mùa hè các bạn, nó mát cho cơ thể mùa nắng nóng á các bạn. Ở đây hiện tại bây giờ cũng đang nắng nóng lắm các bạn ơi. Bây giờ giữa trưa rồi, 12 giờ rưỡi trưa các bạn, nên mình ăn cái này mình giới thiệu cho các bạn xem. Các bạn nào không biết cái khoai này thì tìm mua ăn đi, rất là mát và bổ dưỡng nha các bạn, mát và ngọt nữa, nó ngon hơn gấp mấy lần củ sắn luôn. Để mình tìm cái nguyên liệu của khoai sâm này nè, cái công dụng nó ra sao, làm những món gì, thì mai mốt mình sẽ mua mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem là ăn sống thôi, thì nó nguyên củ nha các bạn, củ nhỏ cũng có, củ bự cũng có, tùy theo loại củ. Nó cũng y như cái hình hài lúc mà nó còn nhỏ, cũng nó y chang cái hình hài cái củ khoai lang á các bạn, khoai lang của mình á, nó cũng màu cái vỏ nó vậy, mình phải bào vỏ ra rồi mình ngâm nước đá, mình ngâm nước các bạn, rồi bỏ vô tủ đông, nhột bỏ vô tủ mát các bạn để nó lạnh, ăn rất là ngon ha.
các bạn thấy không? Nó cắn vô nó giòn, nó ngon á. Nhưng mà cái nguyên củ nó về các bạn. Mình đã cắt ra rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cắn nguyên củ cho các bạn xem nha. Rất là tuyệt vời luôn á, ăn rất là ngon. Mình và bây giờ mình sẽ cầm nguyên cái củ bự này các bạn. Đó, không, mình sẽ cắn mình ăn nè. À, thấy không? Mình thấp lên giờ ăn cho thật sự và dễ ăn. Nhưng mình để bên cái này mình cắn mình ăn cũng được nữa các bạn. Rất ngon ha. Khoai sâm, các bạn thấy củ bự không? Bự hơn cái bản mặt mình đó nè. Đó, để nó bự hơn cái mặt mình, mặt mình bự hơn chút xíu. Nhưng mà che được hết cái mặt đó các bạn, thấy không? Che hết cái mặt luôn á. Mời các bạn miếng nha. Ở dưới đây nó lạnh hơn các bạn. Mình cắn với cái đầu nhỏ này nha. Ngon quá. Cái đầu nhỏ này nó lạnh lạnh ngon hơn. Cái đầu này nó bự quá, nó chưa có lạnh nè các bạn. Tại vì mình ốp đá một cái lớp đá mỏng thôi các bạn. Nên nó chưa có lạnh hết. Hơi cái đầu này nó bự chưa lạnh hết. Những cái đất trà ở dưới cái đầu nhỏ này nè, nó lạnh ăn ngon. Cái này để lạnh ăn mới ngon nha các bạn. Ăn không lạnh thì cũng được. Nhưng mà nó dở. Nó dở hơn mình để nó hơi lạnh lạnh ăn rất là tuyệt vời. Mát nữa. Ăn mát trong cổ họng mình luôn á. Mát cái họng mình mà xuống tới cổ họng. Nuốt ở đâu là mát tới đó các bạn. Thèm mời các bạn miếng nha. Lỡ mình cắn rồi nè. Ủa, ngon ha. Mà các bạn nào đi á, trưa nắng mà không có nước á các bạn, mình sẽ ăn cái củ này vô. Ăn củ này vô nè, nó có nước nhiều nè, rồi mình đỡ tốn đỡ khát nước các bạn. Khi mình đi mình không có nước ha, ăn củ này. Củ khoai sâm nha các bạn. Thấy không? Ở bên trong đó. Cái củ này mình cũng ăn lần đầu tiên các bạn. Mình thấy ngộ mình mua về. Mình ăn thử. Mình thấy ngon. Thấy dễ ăn nữa. Mình mới đem lên qua làm video giới thiệu cho các bạn xem. Mời các bạn nha. Nếu các bạn nào chưa ăn củ này, mua ăn rất là ngon luôn. Rất tuyệt vời luôn. Ăn hoài. Mình để lên lạnh á. Mình ăn là hoài thì nó không ngán các bạn. Không ngán nha. Nó cũng như là một loại trái cây các bạn. Ăn này giống một cái trái lê các bạn. Đúng rồi. Hôm qua giờ mình ăn á, mình cứ suy nghĩ là không biết giống cái trái gì. Nhưng mà nó giống trái lê các bạn ơi. Rất ngon. Nó cũng có độ giòn, độ nước nhiều như trái lê các bạn. Quá đã.
ăn mà mát cả lòng cả ngọt khuôn các bạn, cả bụng luôn á, mát lắm. Mình thấy để lạnh ăn nó ngon hơn. Thế nè, nãy chưa lạnh cho bạn ăn không ngon. Không là ăn nó dở cũng được nhưng mà nó không ngon bằng mình để lạnh ha. Để lạnh ăn ok. Thì mình giới thiệu cho các bạn biết cái loại khoai sâm này ha. Nếu các bạn nào, cô chú nào và anh chị nào và các em nào chưa có biết cái loại khoai sâm này á thì nên mua ăn thử. Ăn một lần sẽ ghiền nha các bạn. Nó rất là ngon, rất là ngọt, rất là giòn nha, rất là nhiều nước, ăn rất là mát. Thì mình giới thiệu cho các bạn và cô chú các anh chị biết cái loại khoai này, khoai sâm này. Và bây giờ cái video của mình cũng kết thúc lại tại đây. Nếu các bạn nào thích kênh của mình thì hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ cho mình. Và hãy nhấn chuông kế bên để nhận cái thông báo mới nhất của mình nha. Và bây giờ mình cho hai trái tim và máy bay chào tạm biệt cô chú, các anh chị và các em nhỏ. Và chúc mọi người có nhiều sức khỏe. Hẹn video lần sau. Bye bye.